Mới đây, Trung tâm Bệnh viện nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vừa cấp cứu bệnh nhân nữ NTB 37 tuổi, quê ở Ninh Bình nhiễm HIV giai đoạn cuối. Chị B đau đầu dữ dội, chóng mặt, mắt nhìn mờ, buồn non kéo dài hàng tháng nay, đã đi thăm khám mắt và thần kinh. Bệnh nhân kiểm tra ở nhiều cơ sở y tế nhưng giấu mình bị HIV. Tại trung tâm nhiệt đới qua xét nghiệm các bác sĩ phát hiện B nhiễm HIV và bác nhiễm trùng cơ hội nặng, tổn thương não, mảng não. Lúc này sức khỏe bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng, tế bào CD4 dưới 200 mm khối, Mặc dù bệnh ở giai đoạn muộn, nhưng chị B vẫn không muốn hợp tác để chữa trị. Phó giáo sư Nguyễn Di Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới cho biết, khi có xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV, bệnh nhân mới chia sẻ chị bị lây bệnh từ chồng từ 10 năm trước. Chị B sợ kỳ thị nên giấu tình trạng sức khỏe, không uống thuốc. Hiện nay bệnh nhân đã được điều trị tích cực và bệnh tiến triển tốt hơn. Theo bác sĩ Cường, nếu điều trị sớm, bệnh nhân có thể được áp dụng ngay các phác đồ đặc trị tránh những biến chứng. Vì để bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn nên việc chữa khó khăn, tốn kém cần thời gian lâu dài. Bác sĩ Cường cho hay, nhân viên y tế phải có kỹ năng tư vấn, thăm khám và điều trị tận tình, ứng dụng các phương pháp kỹ thuật mới với tinh thần luôn tôn trọng, không kỳ thị, bảo mật danh tính, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cho bệnh nhân nhiễm HIV. Qua quá trình điều trị, hầu hết bệnh nhân sẽ có sức khỏe trở lại như bình thường và có thể lập gia đình, sinh con không nhiễm HIV và tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội. Trên thực tế, nhiều người trải qua hàng chục năm theo dõi điều trị tại trung tâm, nay khỏe mạnh và có tỷ lệ virus dưới ngưỡng ức chế đạt rất cao, trên 98%. Tuy nhiên, bác sĩ cần cho biết, vẫn còn nhiều bệnh nhân không nói với bác sĩ mình bị nhiễm HIV nên rất khó khăn trong công tác chẩn đoán và điều trị. Hơn nữa, việc giấu bệnh làm tăng nguy cơ phơi nhiễm HIV cho nhân viên y tế khi chăm sóc bệnh nhân. Cho đến nay, HIVS là một trong những bệnh nguy hiểm nhất và chưa có thuốc điều trị nào có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Vì thế, điều trị bệnh nhân HIVS bằng thuốc kháng sinh ARV được coi là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay. Thuốc ARV, antiretroviral, là một loại thuốc được sử dụng để điều trị HIV. Loại thuốc này có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của virus HIV trong cơ thể bằng cách ức chế một số enzyme cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của virus. Thuốc ARV có thể giảm đáng kể lượng virus HIV trong cơ thể, ngăn chặn các triệu chứng của bệnh, giảm nguy cơ lây nhiễm và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân HIVS. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ARV phải được điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn liều lượng thuốc ARV sẽ phụ thuộc vào mức độ nhiễm virus trong cơ thể và số lượng tế bào CD4, tế bào bạch cầu trung gian trong máu của bệnh nhân. Nếu liều lượng thuốc không đúng, có thể gây ra các tác dụng phụ và làm giảm hiệu quả điều trị. Do đó, bệnh nhân HIVS nên tuân thủ chế độ uống thuốc đều đặn, thường xuyên đi thăm khám để được các bác sĩ theo dõi và điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp. Thuốc ARV có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ cho người nhiễm HIV. Tại Việt Nam, chi phí cho việc sử dụng ARV trong điều trị không quá đắt đỏ, thuốc arv có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus hiv trong cơ thể giúp cho người nhiễm hiv có thể tiếp tục sống bình thường như trước đây nếu không được điều trị bằng thuốc arv virus hiv sẽ tiếp tục phát triển và sinh sản trong cơ thể khiến cho người nhiễm hiv chuyển sang giai đoạn s nhanh hơn thuốc arv được sử dụng trong thai kỳ giúp giảm nguy cơ lây truyền từ hiv từ mẹ sang con dưới sự theo dõi của các chuyên gia y tế phụ nữ mang thai nhiễm hiv có thể đưa ra quyết định chọn phương pháp điều trị này để giúp trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh mà không bị lây nhiễm hiv từ mẹ